Vậy là chiều nay chúng ta sẽ tổng kết cái khóa học thứ nhất của chương trình lớp 8. Và trong cái buổi tổng kết này thì chúng ta sẽ cùng nói luôn cái lịch học của tuần sau này, rồi là cộng điểm này, xem xét từng buổi học này, rồi là chương trình học phí. Rồi, thứ nhất đó là về tuần học của sáng tuần mới, tuần tạo. Lịch học của tuần tạo thì chúng ta chuyển xuống là 2 buổi trên 1 tuần. Chuyển xuống 2 buổi trên 1 tuần. Và lịch của chúng ta cụ thể như sau. Lịch của 8A2 chúng ta sẽ vào là tối thứ 5 và tối thứ 7. Tối thứ 5 và tối thứ 7 có bạn nào có ý kiến nhất? Nếu chúng ta không có ý kiến gì thì cái lịch này sẽ cố định luôn vào trong năm các bạn ạ. Chúng ta sẽ hai Cậu buổi. ấy, cậu Nói đi tối em. tối thứ năm là em chọn học toán đó cậu ạ. Tức là học online toán á. Dạ. Nhưng mà nắng ngày lời của ta được có để tắt cái đoạn này một tí. Vậy là cố chốt lịch từ tuần 8 trở đi. Chúng ta sẽ ổn định là tối thứ tư và tối thứ bảy. Tối thứ tư và tối thứ bảy. Đó nhé. Còn tuần này thì 6 buổi 20 chúng ta học một buổi của khóa 2 nữa. Là buổi 21 nữa. Thì tuần 6 là ta học từ buổi thứ 22. Đây là buổi 22. Đấy. Ở đây buổi 23. Thứ nhất là lịch tinh sóc. Chúng ta đã xong rồi đó. Tiếp theo đó là cái phần học phí. Học phí lực ta chậm quá, cùng nó thấy phụ huynh nó trao đổi với cô cả. Kết quả là chúng ta hoàn thành đấy, nói với bố mẹ hoàn thành. Còn nếu đáng hiện nay đang có cái hoàn cảnh nào đó hoặc đang bận việc gì đó mà chưa thể chi học phí được thì cũng trao đổi với cô. Ví dụ mẹ Văn Linh cũng trao đổi với cô là cho chậm học phí một thời gian thì cô sẽ gia hạn học phí thời gian. Còn nữa là chúng ta phải báo lại cho bố mẹ để chúng ta hoàn thành, cố khép sổ lại và trả lương cho giáo viên. Nếu các bạn cứ để mất để từ khóa đi sang khóa khác, từ năm ngoái đến giờ chắc cái lớp ta là gửi giấy dứa mài. Nên là bây giờ cô thông báo đấy là ta ghi lại tội về nói với phụ huynh nữa. Lớp 8A3. Lớp 8A2. Đấy. Của Trang Mỹ là nợ từ cái khóa năm ngoái dư đấy, chưa thể nộp đấy. Của Hữu Mạnh đấy, đến giờ chưa nộp đấy. Rồi bảo trâm chưa. Các bạn cũng bảo với bố mẹ, nên bố mẹ cũng để ý nữa đó. Cuối cùng là học phí đúng không, hoàn thành kịp thời. Rồi của Phương Trang cũng chưa, Hằng Nga chưa. Ai mà nộp rồi mà chưa có đấy thì chúng ta bảo là để bố bổ sung lại nhá. Của Hà Ánh chưa. Của Lan Phương chưa. Của Yến Nhi cũng nợ từ khóa trước đến dư, nó phải nộp 650. Của Diễn Bảo chưa, của Hoài Nam chưa, của Anh Hưng chưa. Đó, đó là những bạn là chúng ta chưa hoàn thành học phí. Ngay chiều hôm nay và tối hôm nay về thì chúng ta bảo với phụ huynh hoàn thành luôn để cố khép sổ. Có Đang ép. ảnh hưởng nó phục vị rồi mà có Rồi em chụp lại đó, nộp rồi mà cô chưa ghi thì chúng ta chụp lại nhá. Không cần cô gì. ghi rồi chị mà có Ôi, anh Hưng ơi. Văn Linh, sorry. Văn Linh thì ở đấy là phụ huynh xin gia hạn, là không sao, cử gia hạn đến đến cái ngày gia hạn nộp sau. Còn những bạn còn lại thì chúng ta nhắc về phụ huynh, có gì thì trao đổi lại với cô, chứ chủ động im lặng được và cố gắng hoàn thành kịp thời. Thứ hai là về phần học phí, và đừng để cô nhắc thêm nhé, để qua khóa khác nữa, vì đến 2 khóa rồi, nóng nó như là sáng khóa 1 của năm mới rồi. Bây giờ ta sang phần tổng kết. Vậy trong phần này thì cô đã cho các bạn bảo điểm, có buổi nào bổ sung một điểm nào như thế nào thì các bạn bảo điểm. Vậy bây giờ cô hỏi trước khi cô cộng điểm thì có bạn nào có ý kiến về phần con điểm thì mời giơ tay lên, có bổ sung gì hay nói cái gì về con điểm thì giơ tay lên nào. Cho ra rồi nè, vừa cho ra rồi nè. Con tỷ cũng có ai có ý kiến là thôi nè, xin nữa là không có nữa nè.
trừ khí phát sinh trong quá trình cầu công nè. Vậy lúc nãy có ý kiến gì đúng không? Bây giờ cô sẽ tiến hành là ra soát và cộng điểm cho các bạn. Chúng ta sẽ ra từ buổi 1 cho đến buổi thứ 20. Nếu buổi nào các bạn có dấu nhấn và những bạn khác có điểm thì buổi đó mình không nộp bài và tương ứng sẽ bị một con không ở buổi đó. Còn nếu trong buổi đó ta có dư trừ mà các bạn khác có điểm, tức là chúng ta sẽ buổi đó là nghỉ học và không phải chia con điểm buổi đó, sẽ trừ con điểm buổi đó. Tuy nhiên về cái tịnh điểm thường xuyên thì bạn đó sẽ bị, nếu mà sẽ trong trong cái tổ là học sinh xuất sắc thì sẽ bị thiệt thôi, sẽ bị thiệt, bị trừ bậc, vắng một buổi trừ một bậc, thiếu một con điểm trừ một bậc. Ví dụ cao điểm nhất mà còn bị nắm cái lỗi thường xuyên thì trừ 5 bậc là nó ra khỏi nhóm xuất sắc luôn. Vậy nhìn qua bàn tra mỹ thì thấy không vắng buổi nào, vắng không. Số con điểm của tra mỹ, số con điểm của tra mỹ là 28, tổng điểm, số con điểm là 28, tổng điểm là 256,4. Cô Hữu mày cùng không vào buổi nào. Số con điểm là 28, tổng điểm là 244,5. Rồi cô Bảo Trâm, cô Bảo Trâm là có vắng, không biết cái buổi buổi thứ 13 thì mình học cái gì đúng không, học mà mình. Rồi cô Bảo Trâm là vắng một buổi, số con điểm là 22, tổng điểm là một 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 con điểm, một buổi trừ một con điểm, tổng điểm là 183,9. Bảo Trâm nó học rất được, em học rất được, nhưng mà cái mức độ thường xuyên của em là hãy bị sọt bài nộp, quên bài nộp. Cao Mỹ, Cao Mỹ là có vắng một buổi, buổi đó không có con điểm nào cả nên nó được trừ con điểm. Số con điểm của Cao Mỹ là 28, vắng một buổi trừ không. Của Tuấn Ánh không vắng buổi nào, để nắm con điểm nộp bài Tuấn Ánh nữa, có 23 con điểm, tổng điểm là 195,65, không vắng buổi nào cả. Của Mạnh Tấn có vắng một buổi, một buổi đó trừ một con điểm, số con điểm là 21, tổng điểm là 180,7, vắng một buổi trừ một con điểm. Của bạn Diễn Hợp thì 4 buổi đầu chưa vào học, còn phải vắng một buổi nữa là nắm, nắm ở đấy thành nắm vắng 5 buổi trừ 6 con điểm. Của Diễn Hợp là có 21 con điểm và tổng điểm là 169,4, 21. Của Phương Trang, Phương Trang có vắng 2 buổi, 2 buổi này là trừ 3 con điểm, số điểm là, số con điểm là 22, 2 buổi trừ 3 và số con điểm là 22. Của Hàng Ngã có buổi đầu là chưa học, trừ 3 con điểm với 2 buổi vắng ấy nữa là thành là 5 buổi trừ 5 con điểm, vắng 5 buổi trừ 5 con điểm. Số con điểm của Hàng Ngã là 23, tổng là 145. Của Thuy Dũng có vắng 1 buổi trừ 1 con điểm, tổng số con điểm là 27, một buổi trừ một, tổng điểm là 214,25. Của Hà Ánh không vắng buổi nào, số con điểm là 28,
Tổng điểm là 256,3. Của cảnh Nguyễn có vọng hai buổi, trừ hai con điểm, tổng số con điểm là 18. Có vọng là hai buổi, trừ hai con điểm, tổng điểm là 131,4. Của Thủy Linh có vọng một buổi, trừ một con điểm, tổng số con điểm Thủy Linh, của Thủy Linh tổng số con điểm là 24. Tổng điểm là 201,2. Đấy là vọng một buổi trừ một con điểm. Của bạn Văn Huy có vọng một buổi trừ hai con điểm. Tổng điểm là một buổi, số con điểm là 20, vẫn một buổi trừ hai con điểm. Của ban bảo án không vọng buổi nào, bảo án 15 ấy không vọng buổi nào, số con điểm là 26, không vọng. Tổng điểm là 173,9. Của Hoài Phương vọng hai buổi nhưng chỉ trừ một con điểm, một buổi là lỡ cũng có điểm, số con điểm là 22. 22 vọng một là hai buổi trừ một con điểm. Của Lam Phương vọng một buổi trừ hai con điểm, tổng số con điểm là 25, vọng hai buổi, hai buổi trừ hai. Của Yến Nhi vọng một buổi, vọng một buổi, hai buổi, vọng hai buổi trừ ba con điểm. Của Yến Nhi vọng hai buổi trừ ba con điểm, số con điểm là 24. Tổng điểm là 198,2. Của Khắc An vọng rất nhiều, vọng 1, 2, 3, 4, trừ 1, 2, 3, 4, 5, 6, vọng 4 buổi, trừ 6 con điểm. Tổng số con điểm là 11. Số con điểm 11. Ôi dồi, nó ra tổng nhiêu đây? À, đây rồi. 7,4. Số con điểm là 11. Của bạn Trung Hiếu. Của bạn Trung Hiếu là vắng hai buổi nhưng mà trừ một con điểm. Tổng số con điểm là 23. 23. Vắng hai buổi trừ một. Của bạn Diễn Bảo, của Diễn Bảo vọng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 buổi, 7 buổi, trừ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vọng 7 buổi, trừ 10 con điểm. Số con điểm của Diễn Bảo là 18. Tổng điểm là 145. Rồi của Hoài Nam vọng 1, 2, 3. Hoài Nam có vọng 3 buổi, vọng 3 buổi trừ 2 con điểm. Số con điểm là 14. 3 buổi trừ 2, số con điểm là 14. Của bạn Khánh Huyên, Khánh Huyên có vọng 2 buổi, à vọng 1 buổi chứ, buổi 18 có 1 buổi. Khánh Huyên vọng 1 buổi trừ 2 con điểm, tổng số con điểm 25. Một buổi trừ 2 và tổng điểm là 200. Của bạn
À đó Hoài Nam nhé, Hoài Nam sorry. Cô bạn Khánh Huyên. À Khánh Huyên rồi. Cô bạn Anh Hưng. Anh Hưng là không khoảng buổi nào. Số con điểm là 22. Tổng điểm là 160,3. Không vắng. Cô bạn Có Văn Linh. tôi Năng em. anh Hưng có ý kiến có Nói đi em. anh Hưng người hái bồi một bồi của cô Thảo vì một bồi của cô Trắm bồi trêu mà. Rồi, bây giờ mở ra lịch nhé. Rồi em xem ngày này, ngày và buổi thử này, hái dài này. Từ mấy ngày mấy nữa. Có trống về có gì? Hả? Có trống thì có buổi này. Một là ngày mùng Cô 1 tháng 8. Thảo Hai là ngày 27 tháng 7 em xem nghỉ ngày nào nữa. Của cô cô Thảo Trắm không? giờ Cô Thảo mới dạy tá buổi mỗi hay đứng trước có không? cô ngã cô quên Hả, cô ngã rồi. Mà gần đấy hay lâu rồi? Cô ngã thì đấy này. Mùng 10 tháng 8 này. Mùng 1 tháng 8, mùng 7 tháng 7. Đấy ta xem những buổi đó nhá. Mùng 10 tháng 8 là buổi mấy hình? Anh Hưng rồi muốn à. Đó là buổi đi đấy này. Buổi 15, 16. Như em nó nhớ ngay mẫu nữa đấy. Hai buổi này có lẽ vặn này. Là buổi 10, 14, 15, 16 có kiểm tra lại lịch này. 14, 15, 16. 14. Là cô trấm này. Đấy rồi này. Ngày 14 nè. 14 nè. Của Hứng là ngày 14 này. Ngày mình nghỉ đó vì. À buổi 14. Buổi 14. Nghỉ mới tại sao để cho có dung nhấn. Rồi với lịch một buổi cô ngá nữa à. Dạ. Xem buổi này này. Buổi này xem được nha. Buổi số 7 xem nha. Không phải nè. Thấy đó, có cái buổi tiếp theo, cái buổi trước của cô Trâm rồi cậu. À, tiếp theo của cô trấm á, tức là hai em còn nghỉ hai buổi liên tục đúng không? Cái buổi mà cô mở cô trầm cô mở đèn cô trầm á Ở đấy cô trấm mới đấy, bùi nữa như bùi mươi mươi hai tại 14 12 em có nghỉ đâu, em nghỉ hai 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 bùi mà có hai buổi liên tục không, dạ hai là kết không quả như bùi mươi hai mà 11. có À 11, buổi 11. Buổi 11 nha. Rồi. Vậy là 2 buổi đúng không? dạ. Vậy là anh Hứng nghỉ 2 buổi. Trừ 2. Rồi tiếp theo của Văn Linh. Văn Linh là nghỉ 1 buổi. Trừ 1 con điểm. Số con điểm là 25. 1 buổi trừ 1 con điểm. Của Khánh Toan nghỉ một buổi nhưng mà buổi đó không có điểm nên cũng được trừ điểm, tổng số con điểm là 24. Một buổi trừ không. Rồi của bạn Trọng Hoang nghỉ một buổi hai buổi. Trọng Hoang nghỉ hai buổi trừ ba con điểm. Trọng Hoang nghỉ hai buổi trừ ba con điểm, tổng số con điểm 14. Số con điểm 14, 2 buổi trừ 3. Rồi của Gia Hưng không nghỉ buổi nào, số con điểm 22. Cửa bàn Ngọc Diệp
nghỉ là 2 buổi trừ 2 con điểm, số con điểm 24. Nghỉ 2 buổi trừ 2 con điểm. Ờ, của Hà Linh đấy là thành 2 3 là 5 buổi này, 5 buổi này. Hà Linh nghỉ nhiều quá em ạ. Ờ, 42 23 là 7 buổi này, 7 buổi 3 buổi là 10 buổi này. Hà Linh lâu nghỉ 10 buổi này trừ này, khoảng mỗi em nghỉ ra nhiêu Hà Linh ạ? Cô đây cho em nghỉ đấy. À, có được mà nó có hiệu quả được lấy. Trừ 5 này, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 buổi trừ 14. Khi xin vào là đã hứa với cô là chấm học rồi, học đầy đủ rồi mà. Hứa xong rồi thì tiếp tục nghỉ. Không hiểu được, học thì học được chứ vậy mà. À, em có học giỏi đứng chơi mà em học cũng đến nơi đến chỗ làm sao mà hiệu quả được. À, số con điểm 13. Rồi, vừa rồi thì cô đã làm xong cái phần tổng hợp, một là tổng điểm, hai là số con điểm và ba là buổi vặn. Bây giờ chúng ta sẽ đưa sang cái số tổng hợp của lớp. Lớp là có bao nhiêu này? Có 30 à? Có 30. 10 bạn. Rồi. Vậy nhìn vào số con điểm, nhìn vào số con điểm và buổi học á, thì chúng ta thấy bạn nào mà tham gia học đầy đủ, có đầy đủ con điểm thì sẽ là 28 con điểm cả lớp ạ. Vậy điểm bình quân của cả lớp sẽ là 28. Một là bạn Tra Mỹ. Bạn Tra Mỹ là cái này sẽ đưa ra đằng sau nhé. Đưa ra đằng sau. Của Trà Mỹ vắng không buổi và số con điểm mà Trà Mỹ nộp chậm là 28, số điểm của lớp cùng là 28. Vậy bằng Trà Mỹ vắng không, nạp bài tập đầy đủ. Thứ hai là Hiếu Mạnh vắng không buổi, nộp đủ 28, vậy là nộp đủ bài tập. Thứ ba là Bảo Trâm có vắng một buổi trừ 1 con điểm thì con là chia 27. Bạn Bảo Trâm được nộp 22 con điểm, vậy con 5 con điểm là chưa nộp. Của bạn Cáo Mỹ có khoảng 1 buổi trừ 0 con điểm nên vẫn chỉ 28. Cáo Mỹ nộp đầy đủ 28, vậy nộp bài tập đầy đủ. Của bạn Tuấn Anh không khoảng buổi nào. Số điểm của lớp là số con điểm của lớp 28, Tuấn Anh nộp 23, vậy còn 5 con điểm là còn 5 con điểm là chưa nộp. Của bạn Mạnh Tấn có khoảng 1 buổi trừ 1 con điểm, vậy còn 27. Mạnh Tấn nộp 21 con điểm, vậy có 6 bài tập chưa nộp. Của bạn Diễn Hợp có 5 buổi vặn, là có những buổi là ban đầu chưa vào. Và 5 buổi trừ 6 con điểm là còn 21. Bạn nộp đủ 21, vậy nộp bài tập đầy đủ. Của bạn Phương Trang có vặn 2 buổi trừ 3 con điểm, vậy là lấy 28 trừ 3 còn 25. Bạn nộp 22 con điểm, vậy có 3 bài tập là chưa nộp. Của bạn Hằng Nga có 5 buổi vặn, kể cả cái buổi chưa vào, trừ 5 con điểm thì còn 23, bạn nộp 23, vậy là nộp bài tập đầy đủ. Của bạn Thuy Dũng có vặn 1 buổi, trừ 1 con điểm, vậy còn 27, và bạn nộp đủ bài tập 27. Của bạn Hà Anh không vặn buổi nào, nộp đủ 28 bài tập. À, của bạn
Cảnh Nguyễn có bằng 2 buổi trừ 2 con điểm là còn 26. Bạn Cảnh Nguyễn nộp được 18, vậy đáng còn 8 bài tập chưa nộp. Của bạn Thủy Linh có bằng 1 buổi trừ 1 con điểm, vậy bây giờ là phải chia cho 27, bạn nộp 24, vậy thiếu 3 bài tập chưa nộp. Của bạn Văn Huy là có bằng 1 buổi trừ 2 con điểm, vậy 28 trừ 2 là còn 26, Văn Huy nộp 20. Năng em Em một con tạm nữa. một con tạm, khi nay mới bổ sung đúng không? Dạ. Bổ sung vào buổi nào? Đợt đợt bổ sung vào chưa? À, cái Đã buổi bổ sung vừa chưa? chưa có Rồi, bao à, buổi rồi vậy? cái buổi 18 á cô, Buổi 18. Đây con tạm đấy. một con nữa cơ. Rồi em chụp lại cho cô. Chụp lại minh chứng cho cô. Cái bổ sung vào là điểm nó lấy này đây này. Vậy đây 21 con điểm nha. 149 phẩy 9 và 21, chụp lại bánh chữ đi. 149 phẩy 9 và 21. Vậy là Huy có nắm bài tập chưa nộp của ban bảo án. Cống buổi vắng số điểm 28, nộp 26, vậy còn có 2 bài tập chưa nộp. Của bạn Hoài Phương có 1 buổi vắng, 2 buổi vắng trừ 1 con điểm, vậy là còn 27. Ở đấy Hoài Phương là nộp 22, vậy còn 5 con điểm chưa nộp. Của bạn Lan Phương có 2 buổi vắng trừ 2 con điểm là còn 26. Lan Phương nộp 25, vậy có 1 bài tập chưa nộp. Của bạn Yến Nhi có 2 buổi vắng trừ 3 con điểm là còn 25. Yến Nhi nộp 24, vậy còn 1 bài tập chưa nộp. Của bạn Khắc Án có 4 buổi vắng trừ 6 con điểm, vậy còn 22. Khắc Án có 11 bài nộp rồi, vậy 11 bài chưa nộp. Của bạn Diễn Bảo có 7 buổi vắng trừ 10 con điểm, vậy là 28 trừ 10 là còn 18, và nộp đủ 18 con điểm. Của bạn Trúng Hiệu có 2 buổi vắng trừ 1 con điểm là còn 27, bạn nộp 23, vậy còn 4 bài tập chưa nộp. Của bạn Hoài Nam có 3 buổi vắng trừ 2 con điểm, vậy là 28 mà trừ 2 là còn 26. Ở đấy bạn mới nộp được 14, còn 12 bài chưa nộp. Của bạn Khánh Huyên vắng 1 buổi trừ 2 con điểm, vậy còn 26, bạn nộp 25, vậy có 1 con điểm chưa nộp. Của bạn Anh Hưng có 2 buổi vắng trừ 2 con điểm, còn 26, bạn nộp 22, vậy còn 4 bài tập chưa nộp. Của bạn Văn Linh vắng 1 buổi trừ 1 con điểm, vậy còn 27, bạn nộp 25, vậy có 2 bài tập chưa nộp. Của bạn Khánh Toan vắng 1 buổi trừ 0, vậy vẫn chia 28, bạn có 4 bài tập chưa nộp. Của bạn Trọng Hoang có vắng 2 buổi trừ 3 con điểm, vậy còn 25. 25 ở đây thì bạn mới nộp được 14, vậy còn 11 bài chưa nộp. Của bạn Gia Hưng vắng 0 buổi chia cho 28, vậy là còn 6 buổi chưa nộp. Của bạn Ngọc Diệp có vắng 2 buổi trừ 2 con điểm, còn 26, bạn nộp 24, vậy còn 2 con điểm chưa nộp. Của bạn Hà Linh vắng 10 buổi trừ 14 con điểm, vậy còn 10 phải nộp 14, bạn nộp 13, vậy thiếu 1 bài tập chưa nộp. Từ đấy chúng ta sẽ lấy tổng số điểm và chia vào cái cột chia thì ra được điểm bình quân của từng bảng. Và điểm bình quân như sau. Điểm bình quân như sau. Hai của Trà Mỹ là 256,4, 256,4 chia cho 28 được 9,16. Điểm bình quân là 9,16. Của bạn Hữu Mạnh 244,5, 244,5 chia cho 28 được 8,73. 8,73. Của bạn Bảo Trâm 183,9, 183,9 chia cho 27. Của Bảo Trâm là đến còn 5 con 0 Trâm nữa. Con kéo xuống rất là nhiều luôn Trâm nữa. Đặng loại giỏi mới như xuống được. Của Trâm là
được 6,8, 6,81, 6,81. Của bàn cáo Mỹ là lấy 217,8, 27,8 chia cho 28, được 7,78, 7,78. Của bàn Tuấn Anh 195,65. Tuấn Anh bị 5 con 0 nè. 195,65 chia cho 28, được 6,99. 5 con 0, Tuấn Anh tưởng tượng nè. Từ lời giỏi mà xuống lời khả đấy. Lươi của Mạnh Tấn là 180,7, 180,7 chia cho 27, chia cho 27. Vậy là Mạnh Tấn có 6 con điểm nó không nộp nữa, là được 6,69, 6,69. Của bàn Diễn Hợp là lấy 169,4, 169,4 chia cho 21, được 8,07, 8,07. Của Phương Trang 169,2, 169,2 chia cho 25, 25 được 6,77, 6,77. Của bạn Hằng Nga 145, 145 chia cho 23, được 6,30, 6,3. Của Thùy Dũng 214,24,25 chia cho 27, được 7,94, 7,94. Của bạn Hà Anh 256,3, 256,3 chia cho 28, được 9,15, 9,15. Của bạn Cảnh Nguyễn 131,4, 131,4 chia cho 26, 83 không nộp Nguyễn ạ. Chia cho 26, được 5,05, 5,05. Của bạn Thủy Linh 201,2, 201,2 chia cho Thủy Linh là 201,2 chia cho 27, 201,2 chia 27 là được 7,45, 7,45. Của bạn Văn Huy là 149,9, 149,9 chia cho 26 là được 5,77, 5,77. Của bàn Bảo án có 173,9, 173,9 chia cho 28, chia 28 được 6,21, 6,21. Của bàn Hoài Phước 175,6, 175,6 chia cho 27, được 6,5. Hoài Phương mất 5 con 0. Của bàn Lan Phước 203,3, 203,3 chia cho 26, chia 26 được 7,82, 7,82. Của bàn Yến Nhi 198,2, 198,2 chia cho 25, được 7,93, 7,93. Của bàn Khắc Án là 72,95, 72,95 chia cho 22, được 3,32, 3,32. Của bàn Diễn Bảo 145, 145 chia cho 18, được 8,06, 8,06. Của bàn Trúng Hiệu 162,2, 162,2 chia cho 27, được 6,01, 6,01. Của bạn Hoài Nam 91,4, 91,4 chia cho 26, chia 26 được 3,52, 3,52. Của bạn Khánh Huyên là có 200, 200 chia cho 26 là được 7,69, 7,69.
Của bạn Anh Hưng 160,3, 160,3 chia cho 26 là được 6,17, 6,17. Của bạn Văn Linh 169,5, 169,5 chia cho 27 được 6,28, 6,28. Của bạn Khánh Toan là 157,1, 157,1 chia cho 28 là được 5,61, 5,61. Của bạn Trọng Hoa có 98,4, 98,4 chia cho 25 là được 3,94, 3,94. Của bạn Gia Hưng 145,4, 145,4 chia cho 28, 145,4 chia cho 28 được 5,19, 5,19. Của bạn Ngọc Diệp là 206,6, 206,6 chia cho 26 được 7,95, 7 bất thái con khổng 7,95. Của bạn Hà Linh 118,5, 118,5 chia cho 14 được 8,46, 8,46. Bây giờ chúng ta sẽ xếp vị thứ. Bài vị thứ của các bạn như sau. À, không đúng này, đây là chữ. Rồi. Bây giờ chúng ta nhìn vào bảng điểm. Bạn Cô, em đang ơi, buổi 16 bảo trăm người cô ạ. buổi 16 à? Rồi em chụp lại cái đoạn xin nghỉ cho cô. Vậy cô đã nói ra trước để xem cái chỗ nào không hợp lý là chúng ta bảo luôn để khi bảo trăm buổi 16. Đấy đúng em. Rồi, đoàn nó có màu xanh ở rồi đấy, trừ thành hai buổi trừ hai nhé. Hai buổi trừ hai. Đấy của bảo trấn sẽ là hai buổi trừ hai. Hai buổi trừ hai này có chia lại của bảo trấn 1 tỷ. Trừ hai thì đấy là 26. 26 thì đấy còn 4 con điểm. Vậy lấy là 183,9, 183,9 chia cho 26 được 7,07. 7,07.
77,07 đi trên được bàn tuần ánh đấy, đảo ngược của trường tuần ánh chủ em trên tuần ánh. Thôi bây giờ chúng ta sẽ ba cái bàn đầu tiên này xứng đáng, không phải thay đổi gì nữa. Đi học đầy đủ, bàn tra mí là 1, hai ánh là 2, hữu mảnh là 3. Đi học đầy đủ, nộp bài tập đầy đủ và điểm cao là từ 9,16, 9,15 và 8,73. Vậy nhận xét thứ nhất là bàn tra mí là xuất sắc, sẽ học lực là xuất sắc, vì thứ nhất của lớp, vì thứ nhất là vặn thì không, vặn không, nạp bài tập là đầy đủ, nạp bài tập là đủ, nạp bài tập đủ. Thứ hai là bàn hai là xuất sắc, vì thứ hai của lớp và vặn không, nạp bài tập đủ. Cổ thứ ba là bàn hữu mảnh đạt 8,73 là cũng xếp vì là học lực là xuất sắc, xếp vị thứ thứ ba và vặn không, nộp bài tập đầy đủ. Bây giờ đến cái vị trí thứ tư. Vị trí thứ tư là thứ năm và thứ sáu nó xẹp này. Cái vị trí thứ tư của bàn diễn hợp là có 10 buổi vặn, tức là vào học 6 đấy, còn với một Có thứ tự của năm. khoa lệnh đó. À, của Hà Lĩnh rồi. Của bạn Hà Lĩnh có 10 buổi vặn và có một con điểm là ống nộp nên bị tụt đến 11 bậc. Nếu mà xét xuất sắc là phải tụt đến 11 bậc nên là xá vời nữa. Của bạn diễn hợp là có 5 buổi vặn. 5 buổi vặn là để cô xem thử 5 buổi vặn là gió đâu vào hay không. Rồi của bạn diễn bảo là 7 buổi vặn. Rồi. Em nắm bởi vặn đó là em chưa đăng Chưa ký đó. vào, đúng không? Chưa vào. Rồi, ok. Rồi có sẽ tiếp đến buổi của Ngọc Diệp. Ngọc Diệp thì có hai con bài tập không nộp, thì cái này không không, không thể sẽ được hơn hai bàn trên này được. Còn ở đấy là của bàn Diễn Bảo thì có đến 7 buổi. 7 buổi. Bây giờ cô xem của Diễn Bảo và Diễn Hợp. Một là Diễn Hợp hay Diễn Bảo? Để lại lại nào. Diễn Hợp ở đấy là có 4 buổi trước là chưa vào này. Còn Diễn Bảo nào, Diễn Bảo là vặn ở đứng 6 đúng không? Còn Diễn Hợp là vặn đứng 6 một buổi. Còn Ngọc Diệp thì có vặn 2 buổi cùng ở đứng 6, tức là vào học rồi bắt đầu mới vặn. Nhưng mà Ngọc Diệp lại không không nộp bài tập đầy đủ. Đứng đứng 6 và nộp bài tập đầy đủ nên là không thể xét được trên hai bàn đó được. Bạn Hà Linh thì nghỉ nhiều quá, không thể xét vào đấy được. Thì bị tụt xuống lên ạ. Rồi. Của bàn bàn diễn hợp là 5 buổi này là gió buổi các buổi đầu chưa vào, chỉ vào một buổi 6 tụt một bậc. Được. Và nộp bài tập đầy đủ. À. Con của Thùy Dũng đi xá quả tầng đứng 6 này nên không thể xét được. Nên ở đấy là chỉ có ta đứa cái vị thứ tư là của bàn diễn hợp. Và xứng đáng nhất ở cái chỗ đó là nộp bài tập đầy đủ. Bài tập tham gia bài tập đầy đủ. Diễn hợp sẽ lên vị trí thứ tư. À, lính thì thưa được xuất sắc nếu mà tham gia đầy đủ. Bên nghỉ suốt khóa mà nghỉ suốt mà ngoài mưa cô đã cho ra khỏi danh sách rồi là vì nghỉ nhiều quá mà rồi vẫn xin cố vào và hứa với cố rồi mà cứ rửa lính nữa rồi. Vậy ở của bàn diễn hợp nhẹt vào vì xuất sắc và vị thứ tư của lớp, vị thứ tư của lớp vặn 5 buổi. 5 buổi này là gió buổi đầu chưa vào. Nếu đứng sáu này mà hai bàn mà cứ khống thì khống này thì sẽ đẩy lên được trên diễn hợp. Nhưng mà diễn bảo là đến có 7 buổi. Rồi sáu đỏ nửa thì có Ngọc Diệp vặn thì 2 buổi nhưng mà có 2 bài tập không nộp. Nếu chỉ có vặn 2 buổi thôi mà khống bài tập thì cố vẫn đẩy được lên chỗ khi của diễn hợp.
Nhưng mà ở đấy Ngọc Diệp cái vi phạm mà cái phần khống nạp bài tập á là cái mức độ kỳ nghỉ đóng nói rồi, nhưng mà khi khống nộp bài tập thì đó là cái ý thức tham gia bài là cần chú ý. Nó Ngọc Diệp học cũng rất tốt. Rồi. Vậy xuất sắc của lớp sẽ là 4 bạn. Xuất sắc của lớp sẽ là 4 bạn. Bây giờ sáng tiếp theo. Còn khi sáng phần này thì không đẩy lên đẩy xuống nữa, ta tính theo điểm của Hà Linh. Của Hà Linh là đấy sẽ vì phim 1 này. Thứ 1 này, thứ 2 này. Có một hàng. Cậu ơi, Nói đi em. cô cho cháu có ấy 2 ngày mỗi mà cháu nó nộp bài tập được không cậu? À rồi, nhất trí. Đang có buổi ra rồi em ra. À, Ngọc Diệp. Một này. Buổi hôm nay, buổi thứ sáu em có 2 con điểm nó nộp. Có buổi đó thì Ngọc Diệp nữa. Còn các buổi khác em nộp đầy đủ cả. Em kiểm tra lại nhé. Buổi thứ sáu của Ngọc Diệp đó là vào buổi thứ sáu của lớp chúng ta là vào chủ nhật ngày 14 tháng ngày 14 tháng 7 giờ của cô mơ. Ngọc Diệp kiểm tra lại. Có cho em ra có cái bằng điểm này cũng Cô nhủ ra mà đắng các bằng ra này. Cứ vô tấm với cái điểm của mình này. Đến khi rồi tổng hợp rồi khi nữa bắt đầu cho em coi là ra thế nào. Đó. Của Tấn đây này. Buổi đi vắng nói đó nè. Buổi số 6 này em không chép bài này. Buổi tiếp theo số 8 này. Có bài tập em chưa hoàn thành này. 2 bài tập không nộp này. Rồi buổi số 18 này. Buổi số 18 gần đấy này. Có 2 bài tập em không nộp này. vừa xuống 18 là ai thầy ơi. Buổi thứ 18 là cô gái dạy. Giới tư chỉ thời gian và giới tư chỉ địa điểm. Em nhớ lại đi. Nha. Nên cô đã cho các bạn thời điểm là cả mấy ngày để ra lại điểm của mình. Kiểu sót chỗ nào thì để bổ sung. Có bổ sung mà các bạn có ra đâu. Đến bài tập của mình đến sát giờ các bạn mới nộp. Thậm chí cũng nộp. Nên cái lớp tạm má hái của chúng ta là về cái nền để học tập là cái tổ chất của nhiều bạn thì có, nhưng mà cái nền để học tập là kém, nhiều bài tập không nộp, nhiều buổi là vắng. Và đợt này cô sẽ chỉnh đốn lại, sẽ có những bạn phải nghỉ học, sẽ có những bạn phải viết bản cam kết. Còn nếu không có bản cam kết, không có bản cam kết thì cô sẽ không nhận học khóa 2. Còn những bạn mà cô đã tư vấn nghỉ học là phải nghỉ học. Còn nếu phụ huynh rành tha thiết đi học tiếp thì phải có bản cam kết, đặc biệt cam kết cho cái khóa thứ hai thì cô mới nhận vào. Còn không được là không nhận, chấp nhận số lượng ít hơn được. Nếu chúng ta phải thay đổi cái nền nếp, cho nên để tạo ba hái ta là bề rạc quá. Mà nếu bề rạc như thế này, chủ quán như thế này các bạn này, thì sáng năm các bạn mới thể trả giá. Đấy. Như lớp của Cao Sơn năm vừa rồi là có 10 bàn trật vào lớp 10. Của Linh Sơn là có gần 30 bàn trật vào lớp 10. Của Đình Sơn có 28 bàn trật vào lớp 10. Mà trong lớp tạm hai cô còn cũng cảnh báo nếu ta chủ quan thi sáng năm sẽ có một cơ số bàn sẽ trật vào lớp 10. Mà bây giờ ta học là đều hướng vào kỳ thi vào lớp 10 các bạn ạ. Nên là từ 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 khóa 2 này trở đi cô phải chỉnh độn lại nền nếp của lớp chúng ta. Mà cô tin rằng khi cô chỉnh độn lại nền nếp của lớp chúng ta thì nhiều bạn có năng lực rất tốt, có cái bộ đồ bứt phá rất tốt, nhưng con lười học. Cô lấy ví dụ như bạn Tuấn Anh. Tuấn Anh nhìn lại cái chặng đường của em đi từ cái khi hồi lớp 6 học với cô đúng không ạ? Nhưng cái khóa đầu tiên của lớp 6 Tuấn Anh có khi muốn nổi là 3 phẩy mấy đó. Khi nào đứng cuối lớp 2 phẩy mấy, 3 phẩy mấy chưa lên được 4 điểm. Điểm bình quân cuối khóa chưa lên 4 điểm. Đáng lẽ bây giờ em phải biết cái giá trị của cái thay đổi của em rồi chứ. Đúng không? Hàng ngày em phát biểu rất tốt, làm bài tập, làm bài nào là tốt bài đó. Rồi có những cái ý tưởng rất là hay. Mà cuối cùng rất tiếc, còn 5 điểm không nộp bài. Mà cái sự lười nhác của mình sẽ bị trả giá tổn đánh nè. Cô rất khen về cái sự thay đổi vượt bậc của em là về tổ chức.
Nhưng về con cái ý thức học bài thì đáng con nắm buổi không nộp là đáng con vấn đề. Đấy. Ơi, vậy nhưng bạn có ai đó đã có ý kiến gì không? Phát biểu luôn đi. Không để cô tập Có đi. Nói đi em. buổi mới bận là em có làm ba em có chụp gửi cậu rồi cậu ạ. Được bao nhiêu điểm? Ngày 14 Điểm bao nhiêu? Ta chẳng có điểm. Cô để cho em ra đâu mà ra được ra diệt nào. Em kiểm tra lại cho cô đi 24 tháng 7. cô ơi cô Ừ. có một con bay là bùa 18 được một con 10 cô với là một Chụp con lại cho 7 được cô. cô Chụp lại cho cô. cái làm trên nữa cô ạ Làm trên gì em? làm cửa cô ra vai trên máy mang Người ta đóng có điểm. chắc là bữa rồi là em làm Em xong em quay phát lại, ra. em kiểm tra lại video 48. Nếu làm em làm trên hộp trà thì trong quá trình cô ghi âm là đều có trống ạ. Em tua lại đến cái chỗ nào mà có cái đoạn điểm ấy. Nếu có thì bảo lại cho cô, còn không thì thôi nhá. Không có trống bằng ghi âm nó không có điểm nữa nhá. Rồi. Tua Có nhanh. một cái một một con mươi của ngã cho bố em gửi luôn cho cô Buổi số mấy? bổ sung 18 Được, buổi số 18 là cô ngá đúng không? dạ đúng rồi cô. Rồi, em chụp lại gửi cho cô. Có cả buổi cô hỏi có ý kiến chí không chứ tổng hợp điểm lên rồi. Thôi gửi đi. Đang thiếu thì gửi vào. Đấy 22 con điểm. Gửi minh chứng vào. Bất kỳ điểm nào cũng phải có minh chứng, không có minh chứng nó không có điểm đâu. Vậy của Mạnh Tấn đấy là 190,7 và 22 con điểm. Mạnh Tấn đâu đây nè? Mạnh Tấn ở đâu ra? À đây. Mấy hay 190,7 và 22 con điện. Rồi Ngọc Diệp có chưa em? Ra ra chưa em? Cái tin nhắn mấy cái tin nhắn đến cái nó làm xóa được cả rồi có nhưng mà cho Tin nhắn là vào ngày mười mấy tháng 7. mấy bộ nông bài Em nhắn tin lại cái nick của em đi. Nhận cho chậm cho cô. Nhận cho chậm cho cô. Giờ bạn cho chậm. Cô bảo chấm là thế nào đấy em? Khi nào rồi chứ? 14 tháng 7, 14 tháng 7. Được. 14 tháng 7 đây này. Mười 15 tháng 7. Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh tạm unit 11. 14 tháng 7. Tuần. Unit 11 đây này. Đây này là có unit 11 này. Em mở video ra cái buổi đâu? Khi mà cô lấy đấy là sẽ là ôn tập unit 11 này. Nếu vào buổi ní này là sẽ có kiểm tra này. 14 tháng 7 đáng lẽ phải ra tự chứ bây giờ vì ra rất là mất thời gian cho cuộc lợi luôn luôn ấy. Họ có thể kiểm tra cái video của 14 tháng 7 làm cái gì.
Có ơi cô, Năng em. cái buổi mấy tám cái fan mà của trong điểm nó ghi có ngã nó ghi ở mấy của ạ. Đợi chiều cũng có điểm rồi nhé. Hôm sau là nếu trong các buổi các bạn không ra là cô không xử lý với nhá. Đến buổi đó mà nói buổi nào em thiếu con điểm nào là cô không xử lý nữa. Ngọc Diệp rút kinh nghiệm nữa, những bạn khác rút kinh nghiệm. Từ khóa 2 trở đi, trong cô đã cho hơn một ngày để ra điểm lại rồi mà các bạn không ra điểm, đến buổi đó không bổ sung con điểm nào nữa nhá. Đấy là trường hợp cuối cùng đó. Dũng ra cho các bạn cũng được, nhưng mà ra thì lại rất là mất thời gian của cả lớp. Mà trước đó là cô đã cho nữa rồi, cho ở nhà rồi, như ra lại khó chứ vậy, lâu chứ vậy. Buổi sáu thì để buổi sáu vừa là còn thấm học ấy. cậu ơi, vì Ừ. nệ nệ mà vì rẻ buổi sáu nữa thì phải nói là lúc đầu là cháu xin vô chăm, nhưng mà tại vì cái lịch hành kịp giờ kết thúc nhiệm dài quá, sáu là cháu nhắn tin lại cho cậu là cháu nghỉ cái buổi này luôn, còn cái bài tập là cháu vẫn nộp đầy đủ. Ờ, bây giờ vẫn nộp đầy đủ. Bây tập nộp mà bây giờ tin nhắn có thời điểm mà em. Trong tin nhắn cái buổi thử ngày 14 nữa đó. Có. Đó đấy, của em, của Ngọc Diệp đấy. Đấy nhá, em nhắn tin cho cô này. Cô ơi, ngày mai gửi video tối nay em xem bài tập với. À rồi, trước đó là ngày mùng 9 tháng 7. Mùng 9 tháng 7 là em nộp bài tập. Xem mùng 9 tháng 7 là khi nào nhá. Mùng 9 tháng 7 là khi đó là vào buổi 10 giờ mà ta. Đấy, vào buổi 10 giờ nộp. Đấy là gửi của buổi xã buổi trước đó, chứ con buổi đó chưa nộp. Vậy từ ngày mùng 9 tháng 7 em này đến ngày 14 tháng 7 là em nói là em không vào được. Và để em xem và làm bài tập tối nay. Thì em lại đến mức đó em không vào. À rồi, ngày 15 tháng 7. Ngày 15 tháng 7 là em có điểm 7,6. Để có xem 7,6 của em được vào vậy nhá. Nếu 7,6 mà đây là đúng nữa này. Nếu chưa có điểm 7,6 là của em đúng, chưa thiếu con điểm ở đó. Ngọc Diệp. Đấy rồi em đấy. 7,6 của em đấy đấy. 7,6 là buổi thứ 13. 13 là 31 tháng 7 à? Đếm phải 31 tháng 7. Đấy là 15. Đúng rồi, điểm của em là ngày hôm đó là 7,6 và 10. 7,6 và 10 nhé. Ngọc Diệp. Là buổi thứ sáu, quý sáu đó không hề có 7,6 nào cả. Rồi. Đấy là 7,6 và 10. Là minh chứng có đầy đủ các bạn ạ. Ở trong máy của cô là Ngọc Diệp là hôm đó xin làm 6. Là vì đêm đó máy bị trục trặc, có nhắn tin vào đúng ngày 14 tháng 7. Là sáng buổi sáng 15 tháng 7 là bạn nộp cho cô. Một là nộp toàn bộ bài chép đầy đủ. Và hai là chụp lại ảnh của bài test unit 11 đầy đủ. Và điểm là 7,6 và 1 con 10 điểm chép. Nên là của bạn Ngọc Diệp sẽ được bổ sung thành 26 con điểm. Đáng lẽ cái này là em phải báo sớm hơn thì không ảnh hưởng đến giờ của lớp. 224,2. Của Ngọc Diệp là 224,2. Đấy là 26. 224,2. Vậy là không nộp bài tập đầy đủ.
hai hai bốn phẩy hai chia cho 26 được 8,62. Phường Ngọc Hiệp là 8,62. Rồi, vậy 8,62 thì vượt lên cả bàn diễn hợp nha, vượt lên diễn hợp nữa. Còn nếu muốn nộp hai bài đó nó cũng có không có trên luôn ạ. Và cùng vắng ít buổi hơn diễn hợp, diễn hợp có vắng đến 5 buổi, còn Ngọc Diệp chỉ vắng 2 buổi. Rồi, vậy là ta đã tìm ra được chân lý rồi mà. Cuối cùng vẫn là phải là cái chân lý cái đúng nhất ấy. Nhưng rút kinh nghiệm, tất cả chúng ta rút kinh nghiệm, đừng có để thời gian quá chậm trễ, khi có giá một cái gì rồi là chúng ta làm cho kịp thôi. Chứ không là ảnh hưởng đến toàn bộ cả một cái quy trình của cái lớp luôn các bạn ạ. Vậy ở đấy bạn Ngọc Diệp là vẫn 6 điểm của bạn Mạnh và cũng có 2 buổi vắng. Dù có xuống 2 bậc nữa thì vẫn cứ trên của bạn Diễn Hợp và bạn Hà Lích. Vì vậy cái phần xuất sắc ở đấy sẽ là của bạn Ngọc Diệp. Ở vị thứ tư. Tiếp theo. Tiếp theo của bàn diễn hợp là vị thứ 5 và 8,07 là xếp học lực loại giỏi. Xếp học lực loại giỏi. À, rồi, xếp học lực loại giỏi vị thứ 5 của lớp. Vặn 5 buổi nộp bài tập đủ. Của bàn Hà Linh vị thứ 6 và 8,46 thì cùng xếp học lực loại giỏi. Xếp vị thứ 6 của lớp. À, nộp bài tập là thiểu 1, vặn 10 buổi. Vặn 10 buổi và nộp bài tập là thiểu 1. Thiểu 1. Của bàn Diễn Bảo, xếp vị thứ 7 là Diễn Bảo 8,06 là cùng xếp học lực loại giỏi. À, vặn 7 buổi. Vặn 7 buổi, nộp à vị thứ 7 vặn 7 buổi. Nạp bài tập là đủ. Nạp bài tập đủ. Rồi, của bạn Thuy Dũng, xếp vị thứ 8. Dũng được 7,94 thì cùng lên được 8 rồi. Nên là xếp học lực loại giỏi. Vị thứ 8. Khoảng 1 buổi. Và nạp bài tập đủ. Của bạn Yến Nhí, vị thứ 9. Vị thứ 9 là 7,93 cùng lên được 8 rồi. 7,93 nó thành 7,9. Rồi 93 với 94 gần nhau rồi. Của bạn Yến Nhí xếp học lực loại giỏi vị thứ 9. Khoảng 2 buổi. Nộp bài tập thiểu 1. Thiểu 1. Của bạn Lan Phương vị thứ 10. 7,82 xếp học lực loại khá. 7,82 xếp học lực loại khá. Vị thứ 10 khoảng 2 buổi và nạp thiểu 1 bài tập. Của bạn Cáo Mỹ vị thứ 11 xếp học lực loại khá khoảng 1 buổi nộp bài tập đủ. Nộp bài tập đủ. Của bạn Khánh Huyên vị thứ 12 7,6 xếp học lực loại khá. Vị thứ chứ nhỉ. À. Tiếp theo là của bạn Thủy Linh. Thủy Linh vị thứ 13 xếp học lực loại khá 7,45 là xếp học lực loại khá. Vị thứ đấy là 12 này. Vẫn 1 này.
Nộp bài tập là thiểu một này. Của thủy lính thì trẻ vì thứ 13 vặn một buổi, nộp bài tập là thiểu ba. Thủy lính đáng là con cáo hơn nửa em nè. Của Bảo Trâm trẻ vì thứ 14 và học lực lời khả, vì thứ 14 vặn một buổi nạp thiểu 40 tập. Của bạn Tuấn Anh học trẻ vì thứ 15 học lực lời khả, vặn không buổi và nạp thiểu 50 tập. Của bạn Phương Trang trẻ vì thứ 16 học lực lời khả, vì thứ 16 trẻ học lực lời khả và vặn 2 buổi, nộp thiểu 3 bài tập. Của bạn Mạnh Tấn trẻ vì thứ 17 học lực lời khả, vặn một buổi thiểu 50 tập, vặn một buổi thiểu 50 tập. Của bạn Hoài Phước xếp vị thứ 18 6,5 điểm là đáng loại khả, từ 6,5 trở lên là loại khả. Xếp vị thứ 18 vặn 2 buổi, vặn 2 buổi nạp thiểu 50 tập. Nếu mà 50 tập này là 5 con khống đúng không? 5 con khống mà em còng vào là lên có thể đến loại giỏi đấy. Của Hằng Nga vị thứ 19, của Hằng Nga vị thứ 19 6,3 điểm là thử trung bình, loại trung bình, chế học lực trung bình. Vị thứ 19 vặn nóng buổi, nạp bài tập đủ, nạp bài tập là đủ. Của bạn Văn Lĩnh vị thứ 20 chế học lực trung bình, vị thứ 20 xếp học lực trung bình, vặn một buổi thiểu 2 bài tập. Rồi của bạn Bảo An vị thứ 21 xếp học lực trung bình, vặn không và nạp bài tập thiểu 2. Của bạn Anh Hưng vị thứ 22 xếp học 6,17 là xếp học lực trung bình, vặn 2 buổi và nạp thiểu 40 tập. Của bạn Trung Hiếu vị thứ 23 xếp học lực 6,01 là xếp học lực trung bình, vặn 2 buổi và nạp thiểu 40 tập. Của bạn Văn Huy vị thì thứ 24 xếp học lực trung bình và vặn một buổi, nạp thiểu 50 tập. Của bạn Khánh Toan vị trí 25 học lực trung bình, 5,61 là học lực trung bình, vặn một buổi, nạp thiểu 50 à 40 tập, 40 tập. Của bạn Giá Hưng vị trí 26 5,19 là xếp học lực trung bình. Giá Hưng là buổi nào cũng tham gia cả em nè, nhưng mà cái số bài tập em nộp là cái số không nộp là đáng còn rất nhiều, đến 6 buổi. Vì vậy nó kẹo điểm của em, đáng lẽ nếu có 6 con không này cũng bị chia vào thì em có thể lên được loại khả, mà bây giờ cuối cùng là trung bình cần đâu. Vặn không buổi, nộp thiểu 6 bài tập. Của bạn Cảnh Nguyễn vị trí số 26 5,05 là xếp học lực trung bình, vị trí số 27 vặn 2 buổi và nộp thiểu đến 8 bài tập. Em nè, anh có vấn đề nè, tí nữa có mới trẻ tiếp nè. Của Trọng Hoang vị trí số 28 ở đấy là điểm là 13,94 là xếp học lực lời yếu. Trọng Hoang là xếp học lực lời yếu và cái lý do của Hoang yếu nè Hoang ạ, em học cũng đến nồi đó, nếu mà có đến 11 bài em nó được bài 11 con khống chỉ mà không cho xuống yếu, chỉ muốn kéo xuống yếu. Còn nếu em nộp bài đầy đủ thì em phải ở mức khả chứ không phải là yếu nữa, không phải là trung bình đâu, không có đến 11 con khống.
Vị trí của tròn hoang là 28. Cố thể một số 3 em xử lý rất tốt, chứ không phải là không. Nhưng mà đấy là do cái việc là không chăm chỉ học. Mà Hoàng, nếu mà bây giờ không nhận thức ra được điều đó đó, thì sáng năm em cũng sẽ rất khó để mà vô cấp 3 đó Hoàng ạ. Rồi cả Hoài Nam và Khắc Án. Số 29 là Hoài Nam. Cửa Hoài Nam là cùng xếp học lực là yếu. Và cái lý do yếu của Hoài Nam mình không phải là bản thân em học tổ chất của em yếu, mà do đến 12 ba không nộp 12 con không thì nó yếu là đúng rồi, chia đến 12 con không cơ mà. À, và vọng thì 3 buổi nộp thiếu 12 bài tập. Của Khắc Án vị trí số 30 là xếp học lực là yếu, xếp học lực là yếu vị trí 30, vọng 4 buổi và nộp thiểu là 11 bài tập. Riêng bạn Khắc Án thì cô đã tư vấn cùng với phụ huynh là cho bạn Khắc Án dừng học. Ở năm ngoái là cô cũng đã tư vấn cho Khắc Án dừng học rồi, thì phụ huynh cũng đã xin cho Khắc Án một cơ hội được học tiếp. Phụ huynh thì rất tha thiết, mẹ thì ngày mùng mong muốn con học cả, thế nào đi làm để là mục đích kiếm tiền cho con học, mà cuối cùng con học không đến nơi đến chỗ, rất là tồi. Không quá trao đổi với phụ huynh mà rất là thương, rất là tồi người mẹ các bạn ạ, rất là tồi luôn. Nhưng bây giờ là cố nói với phụ huynh đó, bây giờ cả cố với phụ huynh phải chấp nhận, trọng trọng nghĩ đi. Bởi vì là đi về nhà học là nói với mẹ là mẹ đưa mày để con làm bài tập, con gửi bài cho cố, khi nào cũng vậy. Nhưng mà tóm lại là bài tập cô gửi đâu, nhưng cái con điểm mà nộp đấy, 11 con điểm nộp đấy là 11 con điểm khi học trên lớp, chứ không phải làm bài tập về nhà. Bài tập về nhà anh án không hề gửi. Vậy ở đấy là lợi dụng cái việc học online để lấy điện thoại là chơi game. Nói với mẹ là làm bài tập để nộp, nhưng mà thực ra là không hề làm mà chơi game. Nên cái ý thức học như thế này thì nghỉ thì mới có lời cho phụ huynh, có lời cho học trò. Cho cuối cùng là học tiếp là một là sẽ trở thành con nghiện game, và thứ hai nữa là tốn tiền bạc của bố mẹ, mồ hôi nước mắt của bố mẹ là chuyển thành con số không, thậm chí đừng làm con mình hư thêm nữa. Nên là hôm qua cô quyết định là cho bạn Khắc Án là được nghỉ, nghỉ ngay từ cái buổi 20 này luôn, không không tham gia luôn đó, là nghỉ luôn nữa, không học. Phụ huynh rất trăn trở, rất là thương, nhưng mà cô chịu, cô nói là muộn giúp lắm. Và hôm qua ở lớp 6A3 cô cũng đã cho 2 trường hợp nghỉ, 6A2 cô cũng cho 2 trường hợp nghỉ. Chẳng tha học có yếu một tí, đứng cuối lớp không ăn gì cả, mà các bạn cứ tham gia học đầy đủ, nộp bài tập đầy đủ, học chăm chỉ. Thì ở đấy cô đánh giá là do cái năng lực mình còn hổng, học sẽ tiến bộ dần. Chứ còn bây giờ năng lực mình có giỏi đến mấy mà nhạc học thì làm sao mà tiến bộ được, nên là phải nghỉ. Còn bây giờ của bạn Trọng Hoang và Hoài Nam thì năm nay mới xin tham gia vào học cùng lớp. À, và ngay từ đầu thì mẹ của bạn Trọng Hoang cũng đã tâm sự với cô nhiều, cũng rất là tâm huyết với con mình, rất là gửi gắm con cho cô. Nhưng mà đến cuối khóa là vẫn đứng thấy cái lời yếu Hoang nè. Và cô nhìn ở Hoang thấy á, em có tổ chất Hoang ạ, nhưng em chưa đam mê học. Nhưng bây giờ mà nói chơ chơ để đam mê mà học á thì lại trật cấp 3 mất rồi Hoang ạ. Ngoài nám ạ, bây giờ chơi để chúng ta phải đam mê rồi mới học thì trật mất. Chương trình lớp 8 rất là khó, dù các bạn học trực tiếp hay học online, học ở trường hay học ở ngoài, nếu các bạn không có ý thức học mà với chương trình khó như vậy nữa thì sáng năm là 2 cái suất trật cấp 3 là năm đấy. Rửa thì tại sao bây giờ chúng ta không thêm cho mình một cơ hội, đó là để phấn đấu thêm, mà nắng cố gắng quyết tâm để mà lọt được vào cấp 3. Vậy hai bạn Trọng Hoang với Hoài Nam thì bây giờ là chưa đủ điều kiện để vào khóa 2 mà. Rành chưa đủ điều kiện ạ. Nếu chó cố được cắt là cố cắt luôn hai bạn ra khỏi lớp không đủ điều kiện. Còn về phụ huynh, hôm nay không biết phụ huynh có tham gia cùng các bạn hay không. Nếu không tham gia cùng thì chính bạn Trọng Hoang và Hoài Nam từ suy nghĩ cho kỳ đi. Rồi tối về là trao đổi với mẹ, bố mẹ thế này này, con là chưa đủ điều kiện để vô khóa 2 mất, nên cô mơ là cho con là ra khỏi lớp trong khóa 1, kết thúc khóa 1 này rồi.
Nhưng con vẫn muốn được thêm cơ hội để học, để cố gắng ôn thi vào cấp 3. À, nhờ mẹ trao đổi với cô để con được có cơ hội học. Chính các bạn nói không để bố mẹ các bạn. Con nếu hai bạn thấy học không vô được, không muốn học được thì tối về cùng nói mẹ luôn, bố mẹ luôn. Thứ nhất con chưa đủ điều kiện, thứ hai là con không thể học tiếp được nữa, cho con xin ngừng học. Thì nếu cô không thấy phụ huynh trao đổi lại thì đương nhiên hai bạn này sẽ được nghỉ học nha. Ta cứ thoải mái, không có gì căng thẳng cả. À, cứ nghỉ học đó thôi, ăn gì cả, ta đi học trực tiếp thôi. Còn nếu hai trường hợp này phụ huynh trao đổi lại với cô là vẫn có nguyện vọng được học tiếp khóa 2 thì các bạn làm cho cô một bản cam kết. Nếu được học khóa 2, em xin cam kết sẽ cố gắng là vượt từ loại yếu lên loại trung bình, cố đòi hỏi đến loại khá hay là giỏi gì mất ạ. Từ yếu lên trung bình cho cô cái đó ạ. Là cái cam kết thứ nhất ạ. Cam kết thứ hai, em sẽ tham gia học và nộp bài đầy đủ. Vắng học thì có thể ta vắng một hai buổi là do lý do, một là sức khỏe, hai là gia đình có việc đột xuất, thì cái đó cô không không ép các bạn học được. Nếu buổi nào vắng thì ta có thể học qua video. Nhưng mà cái phần nộp bài tập này là nhiệm vụ của các bạn, chứ không đứng đổi lỗi được với bất kỳ cái gì mà đó. Hôm nào có trục trặc kỹ thuật chi đó thì ta cứ xin cố để mà làm lại bài, chứ không có kiểu là không nộp mà đến 11, 12 bài được. Vậy cái cam kết thứ hai đó là tham gia học và nộp bài tập đầy đủ không thiếu, có hai cam kết. Sau khi ghi cam kết xong, phụ huynh sẽ cho ý kiến và ký tên vào đó, chụp lại cái ảnh của cái bản cam kết gửi cô để làm một cái cam kết. Rồi sau này mỗi buổi học chúng ta tự nhắc nhở mình cũng hay gì cả, mà chỉ đó là một cái cách để làm cho các bạn thay đổi và tiến bộ hơn thôi. Đó là trường hợp của Hoàng và Hoài Nam. Bây giờ là ta tiếp theo là có cái vị thử trung bình. Cái vị thử trung bình của lớp ta, xếp học lực trung bình của chúng ta. Trung bình là cũng là một cái lời cảnh báo đó các bạn ạ. Trung bình là chưa chắc chắn mất ạ. Chưa chắc chắn mất các bạn ạ. Nên là những cái bạn mà trong tổ trung bình thì nếu để thi vô cấp 3 là đang có nguy cơ đó. Vì vậy ta không phải phấn đấu để làm sao cho lên cho được loại khá, khá gần đâu cũng được, hoặc là trung bình gần 6. Chứ cùng trung bình mà cần 5,05 này là đang đang bất ổn đó nè. Vậy trong những bạn trung bình này thì riêng một là bạn Hằng Nga, hai là bạn Văn Linh, ba là bạn Bảo An. Thì ba bạn này, một là Hằng Nga là nộp bài tập đầy đủ, như vậy là tốt nè. Bạn nộp bài tập đầy đủ và 6,3 điểm là cũng cần khá rồi. À, con nắm cái buổi này đi học 6 buổi là nghỉ là lý do gì ta tao không nói, nhưng mà đi học nộp bài tập đầy đủ là được rồi, nên cô sẽ không nhắc đến cái phần này mà chỉ động viên là Nga làm sao là ở khóa sau cố gắng là vươn lên được lời khá. Còn bạn Văn Lính về bạn Bảo Án, hai bạn này nói chung về cái ý thức học tập là cũng khá tốt, nộp bài và tham gia trong buổi học cũng khá ổn. Nhưng ở đấy vẫn cứ có hai bài tập không nộp thì cũng bị hai con không. Giả sử hai bạn này mà hai bài tập này nộp đầy đủ thì cô tin rằng sẽ được vào loại khả cần đâu, ở đấy là sắp sắp loại khả rồi. Thì những bạn này là cố miễn không nhắc đến ở cái chỗ là cam kết. À, tiếp theo có bạn Anh Hưng, bạn Trung Hiếu, bạn Văn Huy, bạn Khánh Toàn, bạn Gia Hưng và bạn Cảnh Nguyên. Trong đó là đặc biệt là có Gia Hưng với Cảnh Nguyên là có đến 6 và 8 bài chưa nộp. Những bạn còn lại là có 4 đến 5 bài chưa nộp. 4 đến 5 bài chưa nộp. Thì những bạn này sẽ chỉ đủ điều kiện để học khóa 2 khi viết cho cô một bản cam kết. Đó là nếu được học khóa 2 thì em xin cam kết là nộp bài tập đầy đủ và cố gắng hạn chế buổi vắng và cố gắng là đưa cái vị trí trung bình, thử trung bình của mình lấy lời khá. Vì những cái hứa này thì đó là mình hứa, con cố gắng cái năng lực thay đổi được thì ta cứ dần dần. Những quan trọng nhất cô cần ở các bạn đó là đưa về cái số, tất cả cái số này này về số không như cô. Cho bạn Văn Huy nó cũng được chăm chỉ lắm nhưng mà học không không có sự tiến bộ nhiều. Văn Huy đó, ở đấy nắm con không, đáng lẽ mà còn nắm mất nắm con không đấy thì em sẽ lên là có tiến bộ ngay, nhưng mà cuối cùng không nộp bài là không tiến bộ, mà phía sau này lãng mạn.
nên là những bạn này là trong cái phần là cam kết đáng đạt trung bình mà nhiều bài chưa nộp là phải viết giấy cam kết để mà cô mới cho học khóa 2. Vậy cô cho những bạn trong cái diện mà khi này cô nói đó, từ bạn hoài năm trở lên đấy cô nói đó, thì từ tối nay cho đến tối mai, đến 10 giờ tối mai, nếu bạn nào không có bản cam kết, không phụ huynh không phản hồi với cô thì cô sẵn sàng cho nghỉ học ra khỏi lớp đó. Hoặc bạn nào mà nói nghỉ thì cũng phản hồi với cô, mà không phản hồi là cô cho nghỉ khóa 2, không đủ điều kiện để học khóa 2. Còn ở chúng ta đang có là 2, 4, 6, 8, 9. 9 bạn đạt học lực loại khá. Lớp A2 mà chúng ta mà học lực loại khá là cũng gọi là được rồi. Cũng gọi là được rồi các bạn ạ. Tuy nhiên ta nhìn vào cái điểm, cái số bài tập nộp của các bạn đấy thì mới thấy này, bạn bảo trẫm là một, bảo trẫm đáng lẽ thì phải cạnh tránh cái suất xuất sắc đó, trật bảo trẫm ạ. Em học rất tốt, nhưng bao nhiêu lần em học tài tử, khi nào học em cũng xin đã trước. Cái này có lẽ có cũng phải gặp bộ Vĩnh để trao đổi, hoặc mẹ Thủy để trao đổi, không biết nha cái mạng có trục trặc hay không. Cho năm ngoái học là 1 tỷ lệ nhà em trục trặc mạng mạng rồi là điền như thế này thế nọ, là đều xin đã trước, làm bài cực kỳ nhanh trong lớp nói, làm nhanh được chứ bảo trẫm rất giỏi đấy. Nhưng cái ý thức học là của em vẫn cố thể là chưa chưa được ổn lắm đó, nên là trẫm cùng mong đang trẫm ở trong khóa 2 là cải thiện cho cô, đưa về con này con không, và đừng có xin cô nghỉ nếu mà không có lý do chính đáng. Hoặc nếu em xin nghỉ là cô gọi điện trực tiếp cho bố mẹ để hỏi có phải nghỉ thật hay không, hay là buổi đó là em muốn nghỉ em xin nghỉ. Rồi bạn Tuấn Anh là một trong những bạn mà cô làm cái gương để kể cho những bạn mà chưa tiến bộ, là cô luôn kể về em Tuấn Anh ạ. Và mỗi cái cảm xúc của em trong cả cái bài học là em đều bày tỏ với cô, đúng không ạ? Tại cái thời điểm em trước đó em chưa lên nổi con nắm điểm tổng kết 2 và 3, đến một ngày mà em làm một cái bài kiểm tra em lấy được 5 điểm, ý có điểm một cái là em chụp cho cô ngay, em lại cố rửa lại em lấy được 5 điểm thôi. Một cái tin nhắn của em mà làm cô mừng, rất là mừng, cô gửi ngay cho mẹ cô nói là nó không những là ở tiến bộ cái điểm mà tiến bộ ở ý thức, biết vui biết buồn biết có cảm xúc khi mình thay đổi tiến bộ. Và sau đó cô cứ thấy em tiến bộ dần và con điểm nó cao dần, và mỗi lần con điểm cao là em rất vui mừng. Thì đáng lẽ ra tại sao em không cố gắng thay đổi hơn nữa với cái nề nếp nộp bài này, mà cứ để này, một là quên chưa học, ngủ quên chưa học, khi nào không phải đi gọi mẹ mẹ về gọi em nữa. Cái thứ hai nữa là có đến 5 con điểm là không nộp. Nếu 5 con không này mà em không 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 em mà nộp đầy đủ thì em không những không vào xuất sắc của chứ nói, nhưng vào top 8 điểm là em có. Mà cuối cùng mất 5 con điểm không này là đánh giá chưa được hết năng lực của em Tuấn Anh ạ. Phát biểu nhiều cái câu rất là hay, cô thể thay đổi rất nhiều, nên cô mong cái khóa 2 của em là phải thay đổi nhiều. Nếu khóa 2 mà cứ nhiều con điểm không nộp như thế này nữa thì cô cho nghỉ luôn, chu là lời giỏi. Rồi cổ Phương Trang cũng học rất tốt. Phương Trang và Tuấn Anh đi, đó là một trong những bạn mà rất là chăm chỉ phát biểu hàng ngày, xây dựng bài hàng ngày, nhưng mà điểm vẫn cứ có 3 con điểm nộp. Rồi kể cả Mạnh Tấn cũng vậy. Mạnh Tấn em nó trong đội tuyển học sinh giỏi, nhưng mà năm ngoái cái lý do của em chưa đạt được đến, không phải em không có năng lực môn Tuấn Anh ạ. Mạnh Tấn ạ, mà em chưa học hết mình, chưa rành học hết mình, chưa cố gắng hết mình. Nếu em cố gắng hết mình thì năm ngoái em đã rất thành công rồi. Và trong cái khóa học vậy, có những lúc em rất tích cực, nhưng có những lúc em run là và lười, nên có đến 5 con điểm đã chưa nộp. Nên cô phân tích đấy thế để các bạn nhìn nhận rõ. Còn Hoài Phương thì mới tham gia sau đấy thì cô chưa đánh giá được nhiều, nhưng mà giả như Hoài Phương mà nộp điểm được hơn nữa thì em cũng đã lấy được cái loại giỏi rồi. Và có một số lúc cô gọi đến tên em thì em cũng đã xử lý các tình huống rất tốt, nhưng mà cái phần nộp bài của em ở đấy thì đang còn nhiều bài chưa nộp. Vì là các bạn đang ở trong mức loại khá nên khóa 1 này chưa cô chưa cho các bạn làm cam kết. Những bạn, một là Tuấn Anh, hai là Mạnh Tấn, ba là Hoài Phương, cô sẽ ghim lại đấy. Nếu khóa 2 vẫn cứ có nắm bộ nắm bài không nộp như thế này thì cô không nói nữa, cho nghỉ luôn.
Bây giờ chưa phải cam kết, nhưng mà trong khóa 2 là cô cho nghỉ luôn nếu mà nhiều bài không nộp. Thì đó là trường hợp của các bạn loài khả. Bây giờ sáng nắm bàn loài giỏi. Nắm bàn loài giỏi. Lớp chúng ta mà loài giỏi là rất là tốt rồi. Đấy. Loài giỏi là rất là tuyệt vời rồi. Và nhìn vào các bạn loài giỏi đấy, để đạt được loài giỏi á, thì thứ nhất là cái số bài tập là hầu như là nộp đầy đủ. Đấy, có thiếu thì cũng chỉ thiếu một con thôi. Thì ở đấy là có Hà Linh thiếu một con và Yến Nhí thiếu một con. Riêng Yến Nhí với Thùy Dũng là có tiến bộ rất là nhiều, có tiến bộ rất là nhiều, thì cùng mong các bạn là cố gắng thêm nữa để làm sao được vào cái tổ này nữa các bạn này, cố gắng thêm nữa để được vào tổ đó. Rồi kể cả bạn Diễn Bảo cũng vậy, so với khóa trước, bạn Diễn Bảo so với khóa trước cùng tiến bộ rất nhiều. Riêng Hà Linh thì xuất sắc rồi, nhưng mà lề cái buổi vắng nhiều quá, em buổi vắng nhiều quá của Hà Linh nữa. Riêng Hà Linh ở đấy dù là giỏi nhưng em phải viết cho cô cam kết. Cam kết ở cái chỗ là buổi vặn em ạ. Em vặn nhiều quả học, tức khái mấy buổi mới vặn mất nửa đấy đấy. Tiền đi nộp cả, nó vặn mất nửa đấy. Nên là Hà Linh muốn học khóa thứ hai, em phải viết cam kết phụ huynh ký vào cho cô. Còn nếu không thì nghỉ luôn. Nếu em muốn học nữa cô cho em nghỉ luôn. Còn không có giấy cam kết cô không không công nhận nữa. Thôi chú ý của Diễn Bảo và của Diễn Bảo với Diễn Hợp đi học 6 cũng nói được rồi. Thì con những bạn còn lại, Diễn Hợp cũng rất là xuất sắc, một chút xíu nữa thì cùng vào tổ xuất sắc, nhưng mà bạn Ngọc Diệp đã đầy đủ rồi thì bạn Ngọc Diệp đó xứng đáng. Thì cùng mong khóa 6 là những bạn này là cố gắng lọt vào được tổ trên để có được là cái thành tích và được cô khen thưởng. Còn bốn bạn trong xuất sắc thì chúng ta không còn băn khoăn gì nữa các bạn ạ. Một là nhất, có thích nhất là cái chỗ này này, luôn ở số 0, tức là các bạn tham gia nộp bài tập đầy đủ. Trên lúc này mà Ngọc Diệp này mà thấy là không nộp á ạ, thì đưa vào đấy là cũng xứng đáng đó, cũng thể xứng đáng được. Đi học học sinh xuất sắc muốn nộp bài thì vô lý, vặn thì là cái đó là tám tránh khỏi ốm đau đấy nha, có việc được số 8 tránh khỏi, những nộp bài là ta làm được. Thì ở đấy Ngọc Diệp đã chứng minh cho được là mình nộp bài đầy đủ, cùng máy đã chứng minh được, máy bên cô đang con tin nhắn, chứ nếu không là em cũng bị mất toàn hai cái con điểm đó. Nhưng mà cái này là cùng cái lỗi ở phía bên em, cô đã cho một ngày một đêm để ra điểm rồi mà em không ra đến nơi đến chốt, đến khi là đến cái phút cuối rồi khi nó mình mới ra, máy là phía bên máy cô đang còn lưu lại minh chứng. Thì rút kinh nghiệm cho quả sóc thì cô xin biểu dương tặng thưởng cho bốn bạn Tra Mỹ, Hà Ánh, Hữu Mạnh, Ngọc Diệp. Những bạn nào đã hoàn thành học phí rồi thì mới đủ điều kiện để nhận thưởng. Còn những bạn nào chưa hoàn thành học phí thì chúng ta nhắc nhở phụ huynh hoàn thành học phí, sau đó chuyển cho cô sổ tài khoản, cô sẽ trao lại phần thưởng là xuất sắc trong khóa học cho các bạn, với cái phần thưởng là trị giá 10% khóa học. Nó chỉ 50.000 thôi so với 500.000. Tuy nhiên cái vật chất nó không phải là lớn, nhưng quan trọng nhất là cái món quà tinh thần mà cô biểu dương tặng thưởng dành cho các bạn. Thì đấy là cái buổi tổng kết của cô dành cho lớp. Đi qua đấy bạn nào có ý kiến gì thì mời chúng ta giơ tay lên, có ai có ý kiến gì mời chúng ta giơ tay lên. Chưa về việc cam kết được nhưng có mong muốn gì, hoặc là ái đó mà muốn là em nghỉ rồi có lẽ khoa hai em xin nghỉ vì em học được nữa, cùng nói đấy để cố nọ để cố tối về cố nói chuyện với phụ huynh đời cho các bạn. Ờ nói đi em. Có cho em nộp tên học phí đi, cái mọi em gặp có nộp đúng có Tức là nộp trực tiếp chứ, còn nhâm độc lắm, có số tài khoản không? tài khoản, nhưng mà kiểu là chưa đăng nhập để chuyển khoản á, Chắc là cái phải đăng nhập chuyển khoản. Ờ, được, nhất trị em nhé. Khi đến khi nộp cho cô thì cô sẽ trả phần thưởng cho em trực tiếp luôn nhé. Chứ đừng mua chuyển khoản được, đúng không? Hả mày? Dạ, nó được không có. Rồi, ok. Cô trao phần thưởng trực tiếp cho em. Và mạnh cùng 7 quả liên tục là đều được phần thưởng. Rồi, tiếp tục có ai có ý kiến gì không đó? Một buổi tổng kết có ai có ý kiến gì không? Có ai muốn nghỉ khóa 2 không? Tức là do bố mẹ ép học mà mình không muốn học. Bây giờ xin cô là nói với bố mẹ cho em được nghỉ khóa 2.
thì cô sẽ nói với bố mẹ chứ. Vì có năm, một năm là cô đi dạy ở Linh Sơn, có một cái em nói như cô quên tên mất rồi nè, con của giáo viên. Anh Đâu là học rất giỏi, nó mới đến, nó là nó cũng có tổ chất ấy, nhưng cũng ham học, không ham học, không muốn học, có ý tổ chất chứ nhưng mà không muốn học. Mà bố mẹ là ranh ghẹp nó đi học, để nó cứ ngồi được, ngồi ngẩn biết được luôn, về nhà không làm bài tập, rồi lên họ lợt cũng rượu. Đến cuối khóa cô mới hỏi là em nói thật cho cô là em muốn đi học mà đến lớp đấy để học, hay là bố mẹ là ép em đi học. Em nói là thực ra là bố mẹ tạo áp lực cho em, anh của em rất thành công nên là muốn em thành công như anh của em, nhưng em học tiếng Anh nào vô em nó muốn học. Rồi được rồi, vì em không muốn học thì cô sẽ trao đổi với bố mẹ để cho em được nghỉ. Và sau đó là cô gọi điện đến, chủ động gọi điện đến cho cô giáo đó và nói chuyện. Lúc đầu cô giáo nói ranh như mà rửa thi cứ theo nuông chiều con như vậy thì cuối cùng sợ nó không tốt nghiệp được cấp 2 mất, là cứ cho nó đi học tiếp đi. Nhưng có một hai không nhận, nhận một đứa học trò mà đến ngôi mà vô hồn vô cảm, nó khi mô la mày tập nó ức chế lắm, và cứ cảm giác mình không thành công trong việc dạy học trò mình ấy, nên là cô không nhận, cô quyết tâm từ chối không nhận. Cuối cùng là phụ huynh cũng phải chấp nhận và học sinh thì vui mừng được được là không không phải tham gia một cái môn mà mình rất là không thích mà cứ phải ngồi như thế. Còn đêm hôm qua thì cố với một phụ huynh, mà phụ huynh đó là cố phải từ chối là nhận sáng khóa 2 cho học trò, mặc dù cố với phụ huynh này rất thân và cố cũng rất muốn giúp đỡ cái phụ huynh này, nhưng mà anh không được, họ cũng cho đi học hai ba nơi rồi, rồi là cũng làm thế này thế nọ rồi mà không được. Rồi đến cố thử một khóa được em còn không chịu học được. Mà đến cái lúc mà cô đưa cái tên ra lỗ của phụ huynh đó ra khỏi nhóm là phụ huynh khóc. Phụ huynh nói là rất tủi, rất muốn được ở lớp cố, rất muốn được đồng hành cùng cố, rất muốn được cố dạy con cho đến hết lớp 9, ranh không muốn cái cảnh là phải rơi xa với nhóm. Khi cô đưa ra khỏi nhóm là phụ huynh khóc và nói tủi, mẹ thì tha thiết mong muốn, vừa tủi vừa bực con, nhưng mà tớ là mi nói dư mà phụ huynh cố mà cứ để phụ huynh trong nhóm đấy con cũng nó được học, mà cố cứ nhắn tin đêm khuya đấy, nhắn tin thế này thế nó ảnh hưởng tồi lắm các bạn ạ. Nên khi học á, ta nghĩ đến người cha người mẹ mình mà học, nghĩ đến cái người đứt ruột đẻ ra mình là mẹ mình ấy, và học cho đến nơi đến chỗ. 27 bàn ngôi đấy là 27 món quà mà bố mẹ mình tặng cho mình, không đơn giản mà được ngồi đâu các bạn ạ. Ngoài kia có hàng trăm hàng nghìn học sinh đâu được học thêm, đâu có tiền mà học thêm, mà thậm chí bố mẹ nhà giàu cùng không học thêm vì họ chưa đủ quan tâm đến con mình. Nhưng mà mình, bố mẹ mình chưa chắc là giàu, thật sự có những hoàn cảnh chưa chắc là giàu, chưa chắc là đủ để mặc cho nó đẹp, nhưng mà phụ huynh vẫn cứ hy sinh, vẫn đi làm thuê làm mượn chỉ vì lo cho cái việc học tương lai của các bạn. Rửa mà các bạn ngồi học đấy vẫn cứ vô tâm vô tính, nó nghĩ chỉ đến mẹ của mình cả, chơi game nhiều hơn, rồi nhạc học, lười học, ngủ nhiều hơn, thì các bạn phải suy nghĩ lại, xem xét lại, thay đổi đi mà học. Và dư đừng có nói chữ đam mê nữa, mà dư phải xác định như này này, đặt mục tiêu học để thi cho được lên lớp 10 kìa nè, lên lớp 10 là có như ổn hơn đó các bạn ạ. Bắt đầu 11, 12 đến 12 để thi tốt nghiệp thì không quá khó như thi chuyển cấp mất. Cô khẳng định điều đó. Thi lên lớp 10 bây giờ cực kỳ là khó, không nói đùa được đâu các bạn ạ. Sành để là trật ngay, đừng có nói là túi là con ông đi ba nò là chạy được mất nó có mất. Đấy, nhiều con ông trên huyền trật rồi về. Vừa rồi có con ông trên huyền trật, con giáo viên trật. Không ăn được chí, cả mẹ, mẹ giáo viên đấy, cả mẹ cả con đứng trước phòng khóc khi ra khỏi phòng. Rồi đến khi nhận kết quả khóc, chạy chỗ này trò chạy chỗ kia mới chạy được, ai dám nhận cho các bạn ở chỗ đó. Nên không có gì, bây giờ ta nhận thức con đường của mình. Và lên lớp 8 này thì môn nào cũng khó, môn nào cũng khó các bạn ạ, nhưng ta phải xác định những cái môn trọng tâm để ta thi vào lớp 10. Những môn nào là trọng tâm thi vào lớp 10 thì ta cố gắng mà ít nhất phải hiểu được cái cơ bản. Đề thi không khó, đề thi để lấy điểm 5 mà vô lớp 10 không khó,
Nhưng mà nếu không học thì lại siêu khó. Nên là các bạn là cố gắng lên, chiều hôm nay cô dành hầu hết thời gian một buổi luôn để tổng kết cho các bạn. Chứ như mọi năm là cô chỉ tổng kết nửa buổi, còn nửa buổi còn lại chúng ta học. Những năm nay cả mấy lớp cô đều dừng lại một cái buổi này để cho các bạn nhìn ra được. Tí ta có con đường học đấy mà cô nói đó mất. Cách mạng mà không có con đường, mù quáng thì học mài, cách mạng mài cũng thành công được. Rồi là học mài cùng mù đường, mù chữ đó. Nên là khóa buổi này chúng ta nhìn nhận lại để một lần nữa chúng ta thay đổi trong khóa 2. Và khóa 2 của Trâm có khen, của Thảo có khen thay đổi một số bạn ấy. Những thay đổi về tổ chức chữ chứ phải là khen thay đổi về cái ý thức học tập. Nên trong buổi này cô ghi video đầy đủ rồi thì cô sẽ quay lại cái video này, sẽ cố gắng là xuất bản sớm là để phụ huynh là về mở video để xem lại cái buổi tổng kết, để nghe cái đánh giá của cô về từng học trò. Rồi từ đó là phụ huynh với các bạn là trao đổi thống nhất cho khóa 2. Không có ai có ý kiến gì nữa hay? Không ai có ý kiến nữa. Vậy không có ai có ý kiến gì nữa thì cô xin dừng ở đấy. Và sau đấy thì cô sẽ chụp cái bảng này lên. Và những bạn nào chưa hoàn thành học phí thì chúng ta nhớ nhắc nhở phụ huynh chúng ta hoàn thành luôn nhé. Ok, tham gia. Goodbye, see you again. Bye teacher, see you. Bye, teacher. Have a good day. Bye teacher, see you. See you later.